Alo em, đấy nha, anh làm thêm một cái phần video nhỏ để anh nói thêm cái phần vị trí này cho em nhé. Đây nè, bây giờ này, chỗ này của em nó đang như thế này. Thế để mình muốn cho nó ngon được, cho nó được ngon lành khi mà em hack các thành phần ấy, thì bây giờ mình sẽ làm kiểu như này. Trước tiên thì mình sẽ dùng layer ISO để mình chỉ hiển thị mỗi cái phần đối tượng layer mà mình muốn hiệu chỉnh thôi. Sau đó em có thể x nó ra này. Thì khi mà x nó ra thì mình sẽ chọn cái thành phần của hai cái phần rìa này để mình join nó trước. Tức là mình sẽ tạo cái phần này thành một cái phần liền khối đã, đúng không? Đấy, bây giờ mình check xem nếu mà nó còn thừa các cái phần đường nét thì mình sẽ xóa nó đi. Ví dụ như chỗ này của em này, anh đang nghi ngờ là nó bị thừa. Đấy. Đấy nhá, đây là một khung rồi nhá. Thế mà chỗ này nó vẫn thừa hai nét này. Đấy thì mình sẽ phải xóa nó đi. Được chưa? Em có thể xóa thử kiểu như này, mu ra hoặc xóa thử. Sau đó Ctrl Z lại. Đấy, thì cái phần này là nó ngon lành này. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ phải nhập cái phần khối này, thì mình sẽ có cái vị trí này, cái phần tường này và cái phần tường phía trên, đúng không? Đấy, bây giờ mình sẽ thử join này. Thử join nhá. Nếu mà nó ngon lành như này thì ok. Không còn vấn đề gì nữa. Mình sẽ thử quét xem cả phân vùng này xem còn nét thừa nào không. Thì hiện tại anh thấy ở đây nó cũng vẫn còn nét thừa này. Thì em xóa nó đi. Được chưa? Đấy thì phần tường của em nó sẽ ngon lành như thế này. Đấy. Thế thì bây giờ cái phần nét thừa đấy phát hiện ra như thế nào? Đấy bình thường khi mà em có này. Anh vẽ hai nét nhá. Em sẽ thấy nhá. Cái bên này ấy nó sẽ cảm giác nó sẽ tối hơn, còn cái vị trí này của em này nó đang sáng lên một chút. Em thấy không? Đây này, nó đang sáng lên một chút thì mình nhìn là mình sẽ cảm nhận thấy và mình xóa nó đi. Được chưa? Và nói thêm về cái việc là mình sử dụng lệnh ép này, ví dụ như anh đang có hai cái đường như này mà anh muốn nhập hai thằng này vào với nhau thì anh có thể sử dụng lệnh fillet với lệnh bo và r bằng không nhé. Ví dụ như ở đây của em này, mặc định ban đầu r sẽ bằng không, nhìn ở dưới nhé. Đây này, đấy. Nhưng mà mình phải kiểm tra khi mà anh chat với em thì anh sẽ phải nói những cái phần như thế này đấy. Và anh sẽ nhập này, chọn điểm, chọn đường thứ nhất, chọn đường thứ hai. Đấy, thì cái phần này nó sẽ kiểu như thế này. Được chưa? Nếu mà là P-line, ví dụ như là hai đường là một đường là P-line thì khi em nhập ấy nó sẽ được liền với nhau luôn như này. Còn line thì nó sẽ không liền nhá. Để em hiểu như thế. Thì ví dụ như trường hợp mà mình không join được thì mình sẽ dùng cái cách thức của cái lệnh ép như vừa rồi để mình làm. Được chưa? Bây giờ anh sẽ thử hack cho em cái phần này và mình sẽ kiểm tra xem vị trí nào nó đang bị lỗi nhá. Hack này mình chọn thôi, mình chọn hack, sau đó thì mình sẽ sử dụng này. Ví dụ như ở đây anh dùng cái đầu tiên, càng này thì anh sẽ dùng khoảng 30 đi, chọn kiểu đối tượng này, quét toàn bộ hack ok cái đã. Đấy thì đằng này nó đã ngon lành luôn rồi, đúng không? Nó không có những cái phần nét thừa này thì nó sẽ không bị lỗi. Và từ đây thì mình chỉ cần là chuyển đối tượng này về với hack là xong. Đấy, thì bây giờ khi mà anh dùng layer của em thì anh lại thấy có một vấn đề. Layer này. Layer này nếu mà đưa sang một cái bản vẽ khác, có thêm layer mới thì đối tượng này sẽ bị hỏng. Khi mà anh hướng dẫn ở cái bài layer anh đã nói khá là kỹ rồi. Ví dụ như là em sẽ phải thêm cái bản quyền tên của em ở đây nhá. Ví dụ như tên của em ở đây này, Hạnh Vũ này, thì em có thể thêm cái phần tiền tố đầu tiên nó là HV chẳng hạn nhé, ở đây này. Sau đó thì gạch như này cho tất cả các phần layer, thì sau này khi mà em sử dụng cái bộ layer này cho một cái bản vẽ khác ấy, nó sẽ không bị. Thấy chưa? Ví dụ như thế này, mình sẽ dùng cho toàn bộ này. Em có thể bấm chậm, bấm một lần này thì nó sẽ được như này nhé. Bấm một lần nhé, chọn sau đó bấm một lần. Đấy, cái default này thì mình không sửa, một số cái thì mình không sửa, hoặc là rename, đúng không? Rename layer như thế này thì nó sẽ mất thời gian hơn. Thông thường thì mình chỉ cần như này thôi, Ctrl V và Ctrl V, Ctrl C và Ctrl V vào các cái phần tiền tố này là xong. Đấy, toàn bộ cái layer của em nên sửa như thế. Thì sau này khi mà em sử dụng cho một cái bản vẽ khác thì cả cái hệ layer này của em sẽ được gắn liền với nhau nhá. Cả hệ layer này nó sẽ gắn liền với nhau. Chứ còn bây giờ nếu mà như thế này thì một cái nét mảnh khác, mảnh hơn, mảnh đậm, mảnh vừa, rất là nhiều thứ nó sẽ xảy ra.
thì những cái phần này của em nó sẽ bị tách ra và lúc đấy em sẽ không biết dùng cái nào với cái nào đâu. Được chưa? Đấy thì làm thêm cho em một cái phần video nhỏ này. Các cái phần này thì em nên để cho nó này. Ví dụ như các hướng nó sẽ bằng nhau và nó sẽ vừa tầm với một cái phần đi và một phần thể hiện. Đấy, nó chỉ cần tầm như thế này là nó đã đủ rồi. Nhá. Được chưa? Như này. Đấy là nó đẹp rồi. Ok.